năm nay là năm 2023 thì mọi người sẽ tưởng tượng đến năm 2069. Xuất phát từ sự tôn trọng, sự trân trọng nhau, sự bao dung, hy sinh vì nhau, sự yêu thương, san sẻ. Và đó là những gì tôi đã dành cho bà. Đó là tình yêu của tôi dành cho bà trong thời điểm năm 2023 và cho đến năm 2029.